Những ngày qua, vụ việc cô gái 25 tuổi quê ở Long An làm rơi 30 triệu đồng trên đường đi trả nợ và bị hối của trong 15 giây vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Liên tục trong 2 ngày 31 tháng 1 và 1 tháng 2, chị bán nước và người đàn ông chạy xe hiệu Airblade đã liên hệ cơ quan chức năng để trả lại số tiền nhặt được. Vào chiều ngày 2 tháng 2 năm 2021, người đàn ông mặc áo tím đã liên hệ với cơ quan chức năng và chuyển vào tài khoản của cô gái làm rơi tiền 1,5 triệu đồng. Theo đoạn clip đăng tải, người đàn ông này xuất hiện vào lúc 11 giờ 12 phút 40 giây từ phía sau chiếc xe ô tô màu trắng. Thấy mọi người đang lượm tiền thì cũng tiến lên nhặt tiền. Cũng vào ngày 2 tháng 2, cô gái cũng nhận được số tiền 14 triệu ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Như vậy, cùng với 23,5 triệu đồng trước đó được hoàn trả, cô gái đã nhận được tổng cộng 39 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, đã có 3 trong số 6 người tham gia lượm tiền liên hệ trả lại số tiền nhặt được. Sau 5 ngày kể từ khi đánh rơi tiền vào ngày 28 tháng 1, cô gái đã hoàn tất việc trả nợ, không tiếp tục tìm những người nhặt tiền còn lại và đang sắp xếp về quê để sớm đoàn tụ đón Tết cùng gia đình. Cô gái cho biết vì đã nhận đủ số tiền trả nợ nên sẽ không nhận thêm tiền hỗ trợ nữa. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, cô gái đến ngân hàng Agribank trên đường Phó Đức Chính, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để rút tiền. Theo biên lai, chứng từ giao dịch, số tiền chị rút ra là 30 triệu đồng, mệnh giá mỗi tờ tiền là 500.000 đồng, tiền được cột dây thun thành một cọc để trong túi áo. Sau đó cô di chuyển bằng xe ôm từ ngân hàng đến quận 7 để trả nợ. Khi đang đi qua đoạn đường D4, phường Tân Hưng, quận 7 thì tiền rơi xuống đường nhưng cô gái không hề hay biết, cho đến khi có người chạy xe máy theo sau báo tin thì cô mới phát hiện mình làm rơi tiền. Khi quay lại, toàn bộ số tiền 30 triệu đồng đã bị hối của hết. Ngay sau đó cô gái đã báo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đồng thời cô cũng đăng tải sự việc lên mạng xã hội mong tìm lại số tiền. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.